nữa. Tội lâu nay bỏ mất em. Nè. Mày ngon nghe. Người ta làm chủ sướng thấy mồ, còn mày dòm cái mặt kìa. Tao chỉ muốn được bán trái cây như mày. Vậy đổi đi. Trời ơi, nghĩ tới làm chủ cái anh chàng gì kia là tao sướng rân lên rồi. Nè, sơn phết cho đàng hoàng nghe chưa. Nè, hùm em cái coi. Như mày bán hết nghỉ khỏe, chẳng phải lo gì hết. Anh mà hung hổng đàng hoàng hả, tháng này đừng hòng lãnh lương nghe chưa. Mắc cười quá. Cười gì? Một bà già đắng ngồi với một bà mê trai. Gì mê trai? Già đắng hả? Chứ gì già nữa đắng. Mê trai. Mê già đắng. Đã cười với kèo nha. Mê đắng. Mê trai. Già đắng. Trời ơi, sao mày lấy mận tao mày liền? Trời ơi, nó nửa ký của tôi rồi. Mận giặc, mà tiếc gì? Không biết đâu. Mày với thằng cá kèo phải thường cho tao á. Để em thường cho chị nè. Mày chơi xấu hả? Cả chị nữa, tội lâu nay bỏ mất em. Nè. Mày ngon nghe. Yeah. Ai như con nhỏ không? Vậy là ông tính đặt cái ghen trăm ngựa cho nó đó hả? Ờ thì đã sao? Ông nói giỡn hay sao vậy? Nè nè bà, có phải dân miền Tây không vậy? Ân lắm đi. Vui tươi là một phần của cuộc sống. Nó vô tư hồn nhiên vậy chứ cũng biết lo lắm à. Vậy là ông quyết định đặt cho nó luôn hả? Ờ. Chú gì vậy?